Nhận thấy phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ là tiền đề để phát triển nền nông nghiệp sạch, an toàn và bền vững, nên Hợp tác xã Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Xanh Hồng Nam tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên đã tiên phong trong việc ứng dụng chăm sóc rau củ quả theo hướng hữu cơ và bước đầu đã cho hiệu quả thiết thực. Toàn bộ diện tích 6 ha đất nông nghiệp đã được Hợp tác xã Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Xanh ứng dụng trồng và chăm sóc các loại rau củ quả theo hướng hữu cơ. Mùa nào tức nấy, tất cả đều được Hợp tác xã tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chăm sóc, không sử dụng phân bón hóa học, không thuốc trừ sâu mà chỉ sử dụng phân chuồng với vôi, nấm, chì côn, trộn đều rồi ủ hoai mục, sau đó bón cho cây trồng, kết hợp với thuốc sinh học phòng trừ sâu bệnh đã giúp cho môi trường sản xuất trong lành, sản phẩm đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Do môi trường ở đây nó sạch sẽ, với cả thuốc sâu, thuốc bọ không có cho nên là nó cũng không ảnh hưởng sức khỏe. Dù mới đi vào sản xuất từ đầu năm 2020, song do tuân thủ nghiêm theo quy trình kỹ thuật từ khâu làm đất, bổ sung dưỡng chất cho cây nên Hợp tác xã đã thu được 4 lứa rau củ quả. Đặc biệt là ứng dụng thành công kỹ thuật trồng măng tây đã và đang được thị trường ưa chuộng và đặt hàng. Tuy nhiên với số lượng sản phẩm của Hợp tác xã đến nay cũng mới chỉ đáp ứng được phần nào nhu cầu của thị trường. Dự kiến thời gian tới, Hợp tác xã sẽ tăng cường sản xuất, mở rộng thêm 2 hectare măng tây để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi cũng biết rằng sản xuất theo hướng hữu cơ ấy, thì cái đầu ra bước đầu mình rất là khó khăn. Chúng tôi đã phải chấp nhận và định hình được như vậy. Nhưng tại sao chúng tôi vẫn làm? Vì chúng tôi xác định là sẽ gắn bó với nền nông nghiệp về lâu về dài. Thế mình không làm theo hướng hữu cơ thì mình là người độc đầu tiên. Cái thứ hai, chúng tôi cũng rất muốn rằng là những sản phẩm nông nghiệp ở đây của hợp xã này đưa ra thị trường đến tay những người tiêu dùng thì làm sao mà được sản phẩm an toàn nhất để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Phát triển nông nghiệp hữu cơ như mô hình của Hợp tác xã Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Xanh Hồng Nam đang làm chính là giải pháp sản xuất an toàn, bền vững mà ngành nông nghiệp đang hướng tới.